Thưa quý vị, Liên hoan Ferrari thường niên lần thứ 9 được tổ chức tại Houston, thính đường Houston. Như một phần đóng góp cho không khí lễ hội của trung tâm mua sắm Highland Village nằm ở trung tâm Houston, du khách sẽ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chiếc siêu xe Ferrari đắt đỏ được trưng bày để thu hút tiền quyên góp từ thiện cho trung tâm ung thư trẻ em của Texas. Liên hoan Ferrari thường niên lần thứ 9 sẽ được diễn ra vào Chủ nhật ngày 16 tháng 11, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Highland Village, nằm ở số 4055 Westheimer Road. Sự kiện này sẽ quy tụ trên 50 mẫu xe Ferrari được trưng bày, trong đó bao gồm cả một mẫu xe đua. Mặc dù là một sự kiện của Ferrari, tuy nhiên vẫn sẽ có trên 20 chiếc Lamborghini được trưng bày tại triển lãm nói trên. Liên hoan Ferrari được thành lập vào năm 2005 và trao tặng giải thưởng theo các hạng mục là Best Vintage Model, Best in Show, Ladies' Choice và Sponsor Trophy. Xuyên suốt sự kiện, du khách sẽ có cơ hội quyên tặng tiền mặt cho Trung tâm Ung thư Trẻ em Texas hoặc là mua hàng hóa ủng hộ. Theo ban tổ chức của sự kiện, ước tính sẽ có khoảng hơn 5.000 người tham dự tại Liên hoan, nơi mà họ sẽ được thưởng thức đồ ăn nhẹ miễn phí và có cơ hội chụp ảnh cùng với những chiếc xe được trưng bày.